đó là câu chuyện về brand, uh, uh, câu chuyện về challenger brand ha, cái này là một cái từ khóa rất là thú vị để các bạn phải biết. thì uh, challenger brand là cái gì ha? chúng ta tìm có hiểu qua một chút về cái khái niệm này. challenger brand is any brand that lacks The resources or recognition of a market leader, but nonetheless try to conquer the market, usually by offering a new way of thinking that challenges the convention of a particular industry. À, tức là họ 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 không phải là vị thế dẫn đầu của của thị trường ha. Thì uh, thực ra thì nếu mà về mặt doanh thu thì DOJI vẫn là đứng đầu còn hơn hơn PNJ nhưng mà về mặt lợi nhuận thì không có cửa và và chưa kể là Uh, họ không không phải là cái top of mind brand khi mà để người tiêu dùng mua sắm các cái sản phẩm nữ trang uh, giống như là pj thì quay trở lại là uh, quay trở lại là là cái uh, uh, doji đang ở trong một cái vị thế gọi là challenger brand và họ cần phải làm những cái động thái rất đặc biệt để mà có thể uh, chiếm được cái trái tim của người tiêu dùng đó. và một trong những cái động thái challenger brand rất là kinh điển tại việt nam thôi uh, đó là chúng ta nên làm gì Uh, Ovantin ha uh, cái uh, oh, cái gì đây? Happiness Rescue Ovantin Favorability Oh oh anyway uh, một trong những cái mà uh, chiến dịch rất là nổi tiếng tại Việt Nam uh, liên quan đến câu chuyện về Challenger Brand đó là uh, cái cái chiến dịch uh, giữa Ovantin và Milo ha ở đây. Uh, ở đây uh, ai biết đến cái chiến dịch này giơ tay cái, uh, bấm cái nút giơ tay giúp dương ha, ai biết đến uh, nó thì hãy bấm cái nút giơ tay giúp dương. Đây có bao nhiêu bạn, 6 bạn, sáu bạn biết, 7 bạn. Khoảng 13, ha? 13 bạn biết uh, trên tổng số là khoảng tầm 70 bạn, uh, thì thực ra thì cũng khoảng là 1 trên 7 bạn biết thì cũng uh, không nhiều nhưng mà cũng không ít. Uh, thực ra thì các bạn rất là nên biết về những cái chiến dịch như thế này uh, Uh, việc mà uh, chúng ta biết về những cái chiến dịch trước đây và đặc biệt là những chiến dịch không dám nói là thành công nhưng mà nó có những cái impact, uh, những cái hiệu quả nhất định về mặt truyền thông thì cũng là một cái tư liệu để chúng ta học hỏi và chúng ta áp dụng cho uh, cái um, tình hình hiện tại uh, cho những cái bài toán của tương lai thì nhìn vào lịch sử cũng là một cái điều rất là quan trọng ha thì thì sao thì sao thì uh, các bạn nhìn ở đây ha thì uh, Ovaltine nó có một chiến dịch rất là nổi tiếng và năm hành bao nhiêu chả nhớ nữa uh, không nhớ nữa nó có dưng nghĩ là khoảng ba bốn năm trước thì uh, các bạn để ý nhìn cái uh, hai cái poster này này hai cái billboard này này thì ở bên trái thì Milo có cái chữ gì đây nhà vô địch làm từ Milo đúng không uh, uh, còn bên đây phải là chẳng cần vô địch chỉ cần con thích đó tức là uh, họ 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 có những cái họ có một cái big idea uh, đi và 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 nó contradict tức là nó mâu thuẫn và nó đối nghịch hoàn toàn với uh, với với um, Milo thì uh, cái câu chuyện về về opposite này này uh, cái sự sự cạnh tranh đối nghịch này này là một cái rất là kinh điển trong thế giới marketing mà thôi uh, ví dụ như là Coca-Cola thì họ đi đến dành cho tất cả mọi người nhưng mà Pepsi thì dành cho giới trẻ thôi kiểu dạng như vậy họ đánh giá Coca-Cola là một cái thứ giả cỗi à, là một trong những định vị của họ thì Milo và cũng đã, đã rơi vào cái cái uh, tình trạng đó à, những năm đó thì ngay cả Normalize cũng là một cái thương hiệu mà nó có mang, hơi mang tính chất của challenger brand tức là có những cái hình ảnh nó rất là bắt mắt nó rất là chói và uh, với cái mức giá nó rất là rẻ uh, và với những cái khóa học rất là ngắn thì cũng là một cái hình thái về mà xây dựng sản phẩm về challenger brand uh, vậy thì Dương nói về câu chuyện challenger brand để làm gì để làm gì bởi vì Doji nó đã và đang trong cái vị thế như vậy thì nó nên là một cái định thoái như vậy tức là sao nếu mà phía P&J đã nói về câu chuyện về mặt true love thì thì chúng ta có thể nói được điều gì đúng không chúng ta có thể nói được điều gì mà nó contradict đứng ngược với điều đó tất nhiên chúng không bảo là không thể bảo với nhau là à, tôi không ủng hộ true love đúng không nó rất là buồn cười, à, <cười> tự nhiên là bây giờ bạn bảo là à, mua Doji để thể hiện fake love vào đúng không thì cũng không, không hợp lý đúng không à, nhưng mà nếu mà cái gì đó mà nó đại diện cho cái cho cái tình yêu um, uh, mà nó uh, nó đi ngược lại câu chuyện về mặt của của true love thì tôi nghĩ là cũng rất là thú vị thì đấy là ba bác...